Xin chào quý vị và các bạn. Do ảnh hưởng của các hình thế gây mưa nên từ nay mưa sẽ gia tăng ở các tỉnh thành miền Bắc. Trong đêm nay tập trung tại vùng núi và trung du với lượng mưa từ 15 cho tới 30 mm, có nơi trên 50 mm. Và từ ngày mai mưa sẽ mở rộng ra toàn Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy trong 24 giờ từ 40 tới 70 mm, có nơi trên 100 mm. Trong mưa dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Đợt mưa này kéo dài nhiều ngày nên người dân cũng cảnh giác hiện tượng sạt lở đất và lũ lên trên các sông suối. Còn với khu vực Trung Bộ, ngày mai tiếp tục có nắng nóng diện rộng suốt dọc các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ ban trưa phổ biến ở mức từ 35 cho tới 38 độ. Riêng một số nơi thuộc vùng núi phía Tây, Nghệ An, Hà Tĩnh, nhiệt độ ban trưa có thể vượt trên 38 độ. Sau đó từ khoảng đêm 29 ngày 30 tháng 6, khi rãnh qua Bắc Bộ có xu hướng hoạt động mạnh dần thì mưa có xu hướng tăng hơn tại các tỉnh thành phía Bắc đèo Hải Vân. Riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông. Và từ ngày 30 tháng 6, nắng nóng diện rộng sẽ chấm dứt tại khu vực miền Trung. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, gió Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn nên mưa tại khu vực này cũng có xu hướng tăng hơn về diện và lượng. Riêng các tỉnh thuộc Nam Tây Nguyên như Đắk Nông, Lâm Đồng và Nam Bộ có thể xuất hiện lượng mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết tố lốc và gió giật mạnh. Trên biển trong sáng nay, một vùng áp thấp đã xuất hiện trên khu vực phía đông của Biển Đông. Trong thời gian tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Nên tàu thuyền hoạt động xa bờ cần cập nhật liên tục những thông tin về vùng áp thấp để có phương án di chuyển hợp lý, đảm bảo an toàn về người và tài sản.